ở bên này anh. Nhìn thấy chưa? Đây một viên này, thấy chưa? Bên này nữa một viên nữa này. Đây là gọi là cấy vào màng áo ngoài, cấy như là cấy nhân. Hiện tại là con này đúng không? Đây này, thấy chưa? Con này thì cấy hai nhân nhau, không được một nhân đâu. Đây, bây giờ mở ra nha, lấy ra nha. Đấy. Cái này, này. Thấy chưa? Đây là cấy này là cấy nhân này, nên là cây nhân nên là nó tròn. Đấy, đây là nhặng ngọc màu tím này, là mổ con này không? Đấy, con này hiện tại đã được hai nhân này, hai viên này. Đấy, một đây này, một đây nữa này. Thấy chưa? Bây giờ lấy con này, con này là ngọc cổ trắng này. Đấy. Tròn. Ừ, đây nha. Đấy. Đấy. Cái viên màu tím này này. Đây nha. Cái viên màu tím này thì được khoảng độ 1 năm rưỡi rồi này. Này nếu bây giờ cho đánh bóng nên là đã sử dụng rồi này, nhưng còn viên màu trắng này thì được khoảng độ tầm 1 năm rồi. Viên màu tím này là hiện tại bây giờ là 7 ly mốt. 7 ly mốt thì lúc cấy vào, lúc bắt đầu cấy nó tầm 5 ly không. Viên màu trắng này là thì bé hơn này, 7 ly. Viên màu trắng là 7 ly không? Chưa được 7 ly, 6 ly 9. Đấy, lúc cấy vào thì nó tầm 5 ly rưỡi, 6 ly không? Đấy.